Những hiểu lầm của sao Việt khiến fan thót tim. Mối tình tay ba khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán. Y bị chơi nghĩa, nói chuyện không tỉnh táo, chơi thân quá, yêu luôn bạn thân. Hoài Lâm và Nghi Án bị dính nghĩa. Vào tháng 8 vừa qua, Hoài Lâm đã khiến người yêu mến anh phải một phen sốt vó khi xuất hiện hóc hác trên livestream. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn gây hoang mang vì những lời lẽ khó hiểu và đôi mắt quầng thâm tiểu tụy, nhìn anh thiếu sức sống khác xa hồi đăng quang gương mặt thân quen. Đáng chú ý, dù giữa lúc trò chuyện với fan nhưng con nuôi Hoài Linh liên tục ngủ gật, để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Có lần, anh còn nói những câu lấp lửng như mà Lâm từng bị Lâm biết. Tôi biết mọi người hiểu tôi mà, tôi ngủ tôi cũng mở kênh để nghe. Những fan hâm mộ của anh còn lo lắng hơn khi trên mạng lúc ấy xuất hiện những tin đồn như Hoài Lâm bị chơi nghĩa, bị người khác hãm hại. Nhiều người rôm rả bình luận hỏi thăm sức khỏe anh chàng dù nam ca sĩ vẫn chưa phản hồi được hết. Hiện tại, giọng ca hoa nở không màu vẫn chưa có bất kỳ cập nhật nào về sức khỏe của mình. Phan Ngọc Luân và Đàm Vĩnh Hưng. Vào tháng 8 năm 2018, Phan Ngọc Luân đã làm công chúng một phen hoảng hồn khi thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng. Anh còn tiết lộ, một thời từng rất được Mr. Đàm rất quan tâm, thậm chí cả hai từng ngủ chung và có cảm xúc không thể kiểm soát đối với đàn anh. Để minh chứng cho lời mình nói, chàng trai quê Cà Mau đã chỉ rõ thời điểm hai người gặp gỡ là vào năm 2012, khi Phan Ngọc Luân đang tham gia thi The Voice trong đội Mr. Đàm. Ngày đêm cận kề, tập luyện chung và ca hát chung khiến Phan Ngọc Luân nảy sinh tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng. Không chỉ vậy, anh còn khẳng định tình cảm này là song phương và kéo dài tận một năm. Anh còn cảm thấy ghen tuông khi Đàm Vĩnh Hưng tiếp xúc Dương Triệu Vũ và bóng gió cho rằng vì nam ca sĩ này mà giọng ca xin lỗi tình yêu lạnh nhạt với mình. Ngay lập tức, cả Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đều lên tiếng phản hồi trước thông tin thất thiệt. Dưới sức ép dư luận, Phan Ngọc Luân đã thừa nhận mình dựng chuyện để PR và đã lên tiếng xin lỗi. Lúc này thì công chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Thanh và Doãn Chí Kiên. Từ trước đến nay, Phương Thanh vốn là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, thế nên lúc cô lộ tin đồn có tình trẻ kém 20 tuổi, cư dân mạng đã khá xôn xao về điều này. Tháng 5 năm 2022, chị Tranh bỗng bất ngờ úp mở về chuyện đã tìm được bến đỗ sau bao năm độc thân khiến nhiều người thi nhau chúc mừng. Nữ ca sĩ còn khẳng định đây là duyên trời định làm fan cật lực đẩy thuyền cũng như mong chờ một đám cưới trong tương lai. Thế nhưng mọi chuyện lại thay đổi đột ngột khi trên mạng dâm gian tin đồn chàng phi công của Phương Thanh đã có vợ con, không chỉ vậy còn hay thả thính dạo nhiều cô gái khác. Đến lúc này, Phương Thanh đã trả lời báo chí rằng Doãn Chí Kiên chỉ là bạn trai trong nghệ thuật, mọi tin đồn về anh đều giả, trừ sự thật là Kiên đã có vợ. Sau đó vào tối ngày 21 tháng 6, Phương Thanh và Doãn Chí Kiên lại xuất hiện thân mật tại đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Dù trong mối quan hệ cả hai chỉ là đồng nghiệp hoặc Doãn Chí Kiên là lính mới do Phương Thanh nâng đỡ như nhiều người đồn đoán thì hành động PR này của nữ ca sĩ đã làm nhiều fan hoang mang thậm chí thất vọng. Qua vụ việc, nhiều người chỉ trích gay gắt và lên tiếng tẩy chay nữ ca sĩ. Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và An Huy. Vào cuối tháng 8 năm 2018, xuất hiện tin đồn Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn do có người thứ ba là An Huy. Sự việc khiến những ai yêu mến cặp đôi suốt 10 năm phải lo lắng. Đáp trả dư luận, vào ngày 27 tháng 8 năm đó, Cát Phượng đã đăng hình ảnh hạnh phúc của cô và tình trẻ. Đến ngày 13 tháng 9, An Huy đã bật khóc thừa nhận yêu Kiều Minh Tuấn. Trong đoạn video, cô cho biết cảm thấy rất có lỗi và đã quay về Mỹ, cắt đứt liên lạc với nam diễn viên. Khi khán giả còn chưa ngớt bàn tán, tin đồn Cát Phượng đứng sau giật dây mọi chuyện được dấy lên làm nhiều cư dân mạng bất bình. Chính An Huy cũng lên tiếng tố Cát Phượng đứng sau dàn dựng việc PR chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Sự việc tưởng chừng tạm lắng thì đến tận gần đây, Cát, Kiều đừng ai nấy đi. Nữ diễn viên Mẹ Tuệ mới bóng gió thừa nhận chuyện thời điểm đó Kiều Minh Tuấn yêu An Huy là thật.